Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các loại tem ở trong công ty thường hay dùng nha các bạn. Thì có rất là nhiều loại tem. Giờ mình sẽ nắm sơ cái loại tem tháng nha các bạn. Đây là tem tháng nè, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái tem này nó quy cách nó là một cái tờ vậy là 15 cái tem nữa bạn. 3 nhân 5 là 15 cái ha. 15 cái. Thì một cái cặp này 100 tờ nữa bạn. 100 tờ là 1.500 cái ha. Quy cách của nó là nhà. Rưỡi cái tem một cặp ha. Thì cọc nào cũng vậy ha bạn. Tháng tư tem này trong tháng thì nó sẽ dán vô những cái tem này những cái tem mà nó sẽ dán vô cái tháng này, cái những cái hàng đó nó về tháng 3 nó hết hạn tháng 3 thì nó dán vô đây là tháng 3 hết hạn các bạn. Còn cái này là cũng là một cái tem riêng các bạn, release it. Tem này cũng là một cái tem này. Nó có bên một cái hàng nào đó là cũng có ba loại tem như vậy ha. Mình sẽ lấy cái tem ship cho bà con. Đây là cái tem ship nha bạn. Tem này thì nó cũng tem này dán vô đây ha. Tem này từng loại ha. Như một cái như vậy á là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 à là 10 cái tem một miếng vậy, 10 cái vậy là cái cọc này là 10.000 1.000 nha bạn. 1.000 là 1.000 cái ha bạn. Cái cọc như là 1.000 cái tem ha. À, một tính như là một cọc là 100 tờ như vậy thì nhân cho 10 là 1.000 cái nha. Cái tem gì tem này rồi là cái tem tới cái miếng trắng này rồi. Trắng này. Đây là cái miếng miếng trắng vậy nè bạn. Đó, cái miếng trắng này nè, cái tem này. Là cái tem như vậy là có ba một miếng này có ba cái tem mà. Tem nó là cái quy cách của nó là vậy đó. Tên đó. Nó có đó, cái chỗ ghi tem này ta tem để ghi nha mày. Mình sẽ ghi thông tin đây nha, ghi thông tin này. Có cái loại tem in nè, in này như vậy ha. Nó sẽ in ra luôn rồi, máy in nó sẽ in ra luôn rồi. Đây là tem in, còn này là tem mình phải ghi bằng bút ha, bút mình ghi vô đây ha. Đó, thì một tờ như là ba tem, thì một cọc như 100 cái là tem này là 300 ha, 300 cái tem một cọc như là 300 cái, 300 cái tem. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn tem này ha. Tem QC, tem này là tem QC màu trắng, QC màu trắng thì nó như vậy thôi. Đây sẽ lấy một cái cho bà con nha. Đây, QC ha. Tem QC màu trắng ha. Tem này nó xài rất là nhiều rồi, ngày nào cũng vác cái tem này. Thì cái tem này là mình sẽ đếm cho bạn coi là chiều ngang nó là 1 2 3 4 5, chiều dọc nó là 1 2 3 4 5 6, tức là một tờ như là 30 cái tem các bạn.
30 cái tem thì nó tính một cọc đó. 30 cái một cọc như vậy là 3.000 đó mà, 3.000 cái tem ha. Cọc như là 3.000 cái ha. Đó, tem này tem VC đó mà. Tem VC. Rồi, sẽ tiếp nha. Loại tem ha. Tất cả các loại tem. Tiếp tới là cái tem màu vàng các bạn. Màu vàng đây. Tem màu vàng này nó là gì? Tem màu vàng. Hình thể nó như tem VC mà nó màu vàng. Cũng là hình thể màu sắc sai số. Số đôi ngày tháng QC này. Này cũng hình thể màu sắc ha. Số sai số số đôi ngày tháng phải sản phẩm QC ha. Cái màu vàng này thì cái màu vàng này thì cái quy tắc nó là sao, mình sẽ mở ra cho mày coi ha. Cái màu vàng này thì nó là ngang nó là 3, dọc nó là 1, 2, 3, 4, 5, 15. Vậy thì một cái cọc thì là 1.500 nha bạn. Một cái cọc tem này là 1.500 nha bạn. 1.500. Một cái cọc vàng 100 tờ là 1.500 nha bạn. Bởi vì tem màu vàng, tem vàng. Rồi. Nó rất là nhiều đó là thùng tem, tem, tem đề can hay là những thùng tem VC nãy VC nha, tem VC, tem VC thùng này là 90.000 nha bạn, này cũng là tem VC. Này là tem này liên ha. Đi qua kia à, giới thiệu tiếp bạn các loại tem này. Cái thùng này mới về, thùng này mới về, tem C Siva, cái tem C CM này, tem CM này để mình lấy cái tem CM cho mình coi. Xem để sau quá. Em là C. Em
sư. Rồi, em cũng làm giới thiệu cho các bạn tem. Thêm một cái loại tem nữa rồi. À, cái loại tem này để cho bạn coi loại tem này mã công thức tên thuốc đó. Tem này thì nó là 3, 2, 6 nè, cộng 100 tờ nè là 600 ha. À, cộng 600 ha. Em này 600 ha. Rồi tiếp theo đây là tem, tem chữ L này. Em thấy em nữa mà tem theo dõi đánh liều nữa đó. Cho bạn coi tem này nè. Tem này thì một cái là 4 cái ha. Tờ là 4 cái nữa mà là 400 ha. 4 cái là 400. Bốn cái là 400 nữa nè. Rồi tem chữ L. Tem chữ A, tem chữ A này. Tem chữ A thì nó là quy cách là 4 x 5 là cái này 2000 nữa mà, 520 là cái cọc này là 2000 nữa mà, tem chữ A là 2000 nữa mà. Tiếp theo là tem chữ C nha. Em chữ C này cũng là 4 x 5 nữa nè, 4 x 5 là nó cũng là 2000 nữa nè, C 2000 luôn nè. Tiếp theo là tem, tem chữ B nè, tem chữ B nè cũng là 4 x 5 nữa nè, 4 x 5 ha, cọc thì là 2000 nữa nè, 2000 ha. Nào. Rồi. Tem này là tem cũng theo dõi chữ S nha mọi người. Loại liều S nha mọi người. S nha. Nãy là chữ L này là S nha. Thì cái loại này nó cũng là đi ba màu biển xanh, màu xanh nữa mọi người. Thì cái loại này nó cũng là, mở cho bạn coi nha, nó cũng là 4 ha, toàn là 4 cái ha mà. 4 cái thì là 400 ha, cái này là 400. Rồi. Rồi hôm nay mình giới thiệu bạn các loại tem, còn một loại tem nữa. Tem này cũng thường xuyên xài luôn nha. Đây, một loại tem này xài thường xuyên luôn rồi. Niêm phong nha, cái niêm phong, cái niêm phong giấy niêm phong, giấy niêm phong nha, cái niêm phong thì một cái tờ này là 25 cái, 25 tờ niêm phong, 25 thì một cọc này là 2500 nha bạn, 2500 nha. Rồi. Rồi hôm nay mình giới thiệu bạn như đó đó ha, còn rất là nhiều loại ha. Mình sẽ theo bạn như đó thôi. Xin chào các bạn.